xế chiều nhạt miệng. Chấm ngay từng ớt cơ đó, gây tê phê mê. Chia đều cho mỗi người thôi. Tại vì tùy vào cái sự phấn đấu cố gắng của mỗi người nên là em sẽ cố gắng hết sức mình để được, mặc dù là thi đấu vài phút thôi em cũng sẽ thi đấu hết mình. Tỏa sáng ở cấp độ giải trẻ trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam không đồng nghĩa với việc sẽ tiếp tục thăng hoa ở sân chơi V-League vốn rất khắc nghiệt. Và không phải câu lạc bộ nào cũng mạnh dạn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thể hiện trong bối cảnh thành tích vẫn là yếu tố then chốt. Phan Tuấn Tài hiểu rõ điều đó. Có lẽ chính vì vậy mà chàng trai quê Đắk Lắk chỉ mong ước được ra sân dù là vài phút trong ngày ra mắt sân chơi V-League. Cũng khá là hồi hộp, nhưng mà em cũng khá tự tin vì mình cũng đang trẻ, cái sự nhiệt huyết của mình vẫn cao nên là em cũng khá tự tin. Nếu mà chân tới có cơ hội được đăng ký rất quyết tâm. Đây có lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Phan Tuấn Tài, chơi bóng ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Có lẽ hậu vệ mặc áo số 2 này cũng chẳng thể nghĩ mình lại được trao cơ hội vào sân sớm đến thế. Cũng công nhận hơi tâm lý thì cũng bất ngờ thật, nhưng mà em luôn chuẩn bị mọi tình huống nên là vào sân em bắt nhịp rồi. Em thấy rất là căng thẳng, với cả tức là gọi tính chất rất là kiểu hai đội đã mạnh mẽ nên là em thấy kiểu một chút gọi là hồi hộp, nhưng mà vào sân rồi thì em thấy tự tin. Và cũng giống như ở đội tuyển U23 Việt Nam, khi được trao cơ hội, Phan Tuấn Tài lại khiến người ta phải nhắc tới. Chính anh là người có đường tạt bóng khó chịu, buộc thủ thành Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm, giúp Giovane ghi bàn duy nhất của trận đấu. Em nghĩ đến là mình chơi chắc chắn trước, để không để thua trước, và sau đó là hỗ trợ tấn công. Vừa vứt bóng lên thì tay của anh Tây lại vào mặt em. Em biết là cố tình hay là gì, nhưng mà em thấy cay cay trong mũi. Để thực sự khẳng định được mình tại sân chơi V-League, Phan Tuấn Tài còn rất nhiều việc phải làm, phải nỗ lực hơn nữa. Tuy nhiên, màn ra mắt ấn tượng này chắc chắn sẽ là động lực để hậu vệ mang áo số 2 của Viettel FC có thêm sự tự tin. Như Tuấn Tài đã từng chia sẻ, quan trọng là anh có sức trẻ và khát khao. He played before. I saw only this. Cậu ấy có màn thể hiện xuất sắc. Tôi đã theo dõi Tài từ U23 Việt Nam và có thể nói rằng cậu ấy là tương lai mới của bóng đá Việt Nam. Nhưng chúng tôi không chỉ có Phan Tuấn Tài, chúng tôi còn rất nhiều những cầu thủ trẻ tài năng nữa. Những tài năng trẻ như vậy cần được trao nhiều cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và phát triển bản thân. Ở câu lạc bộ Viettel, chúng tôi đang cố gắng làm điều này với mọi cầu thủ trẻ. So they need to get more care and more chance, more possibility to play. Hãy nhìn vào đội hình của Viettel FC ở trận gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Bình giờ đã là trụ cột của hàng thủ. Những cầu thủ như Hoàng Minh, Tiến Anh xuất hiện thường xuyên ở hai cánh mùa này. Ở hàng phòng ngự, những Xuân Kiên, Cao Trần Hoàng Hùng đều cho thấy tiềm năng ở sân chơi khốc liệt như V-League. Và giờ là tới Phan Tuấn Tài. Cho cầu thủ trẻ cơ hội cũng có nghĩa là câu lạc bộ sẽ đối mặt với áp lực,
bởi nói gì thì nói, nếu thành tích không tốt, chẳng ai dám khẳng định có đủ dũng cảm để tiếp tục quan điểm sử dụng cầu thủ trẻ nữa hay không. Vì thế, những cầu thủ như Phan Tuấn Tài hiểu rằng tài năng chỉ là một phần và giờ là cơ hội, là thời điểm vàng để họ nắm bắt, chứng minh mình xứng đáng với những gì đội bóng trao cho.